tối ngày 29 tháng 10, Công an thành phố Huế cho biết, cơ quan này đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt bô gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông xảy ra trên địa bàn. Trước đó, sáng ngày 29 tháng 10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt bô và tự gây tai nạn trên đường phố ở Huế. Nhiều người xem đoạn clip bức xúc về thái độ, hành vi vi phạm luật giao thông của nhóm đối tượng này. Đến chiều ngày 29 tháng 10, Công an thành phố Huế làm rõ nhóm thanh thiếu niên trong video clip. Đó là các đối tượng Võ Trung Thắng, sinh năm 2003, trú phường An Cựu, thành phố Huế, Đặng Nguyễn Phúc Minh, Nguyễn Thiện Lân, cùng sinh năm 2005 và cùng trú tại phường An Tây, thành phố Huế, và Phan Văn Vũ Hoàng, sinh năm 2005, trú tại phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Qua test nhanh ma túy nhóm đối tượng, trường hợp Đặng Nguyễn Phúc Minh dương tính với ma túy. Đây đã ở Yên Vương, rồi qua Bạch Điều, rồi qua Nguyễn Thị Học, rồi đã lấy lời lạng lách đánh võng, quay video để đăng lên mạng xã hội. Rồi đến lúc ngắn nam cao tiền thì chúng em bị xoe. Rồi là em quay video lại. Thì anh Thắng thấy quay video anh chạy xe lạng lách đánh võng. Thì ngang đoàn cao lương tiền thì anh Thắng chạy làng và anh không kịp. Ngoài triệu tập nhóm đối tượng trên, hiện đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Huế đang phối hợp công an các phường, xã trên địa bàn để xác minh, xử lý một số thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng trong thời gian qua. Thấy tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Huế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt nổi lên số thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng lớn đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông khi trên đường. Nhận thấy được thực trạng đáng báo động đó, ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế đã tham mưu ban chỉ huy công an thành phố Huế triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt thực hiện biện pháp hóa trang mật phục, nắm các địa bàn, các tuyến đường thường các nhóm tụ tập. Theo Công an thành phố Huế, từ đầu năm 2022 đến nay, cơ quan này đã lập biên bản xử lý hơn 1.700 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, xử lý 526 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, 1.120 trường hợp không có giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, 33 trường hợp lạng lách, đánh võng và 56 trường hợp nẹt bô.